Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, quân đội Nga đã chiếm được 2 phần 3 thành phố Toretsk, điểm quan sát chiến lược nhìn ra toàn bộ Donetsk và việc kiểm soát Toretsk được đánh giá là một cột mốc cuối cùng để Nga kiểm soát toàn bộ tỉnh này của Ukraine. Theo đài Sputnik, Lực lượng Nga đã chiếm được 2 phần 3 thành phố Toretsk thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine, nơi Nga tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng. Thông tin này do người đứng đầu khu vực do Nga bổ nhiệm Denis Pusilin nói với truyền thông Nga. Ông Pusilin nói thêm rằng, cuộc pháo kích của Ukraine vào thành phố Kolovka dự kiến sẽ giảm sau khi Moscow kiểm soát toàn bộ Toretsk. Việc chiếm được thành phố Toretsk của lực lượng Nga sẽ rất quan trọng vì đây là điểm quan sát chiến lược nhìn sát toàn bộ Donetsk. Nhà phân tích quân sự người Nga Viktor Litovkin giải thích với Sputnik rằng Toretsk là một trong những trung tâm khai thác than lớn và có những đống chất thải khổng lồ cao trót vót trên thảo nguyên xung quanh vùng ngoại ô. Vị đại tá đã nghỉ hưu lưu ý rằng, ở độ cao 70-80m, đến 80 mét, những đống chất thải này có thể được sử dụng để đảm bảo giám sát và kiểm soát toàn bộ khu vực này, không chỉ bằng thiết bị bay không người lái mà còn bằng các thiết bị quang học đơn giản. Ông Litovskyin chỉ ra, những đống chất thải này có thể được sử dụng làm các vị trí bán cho súng pháo, lính bán tỉa, xả thụ súng máy và nói chung, được sử dụng làm thành trì cho lực lượng tấn công của chúng tôi. Thành phố Toretsk là một trung tâm quan trọng về hỗ trợ hậu cần và chiến thuật cho các lực lượng của Ukraine. Chuyên gia Litovkin nhấn mạnh rằng, việc kiểm soát thành phố sẽ làm suy yếu cơ hội đưa quân dự bị vào của quân đội Ukraine và cắt đứt nguồn cung cấp đạn dược, nhiên liệu, dầu máy và thực phẩm của họ. Ông Litovkin nói, nếu nguồn cung cấp bị gián đoạn thì tiên tuyến sẽ hết đạn dược, nhiên liệu cho xe cơ giới, xe tăng, xe bọc thép cho quân. Quân đội Ukraine sẽ không còn đạn dược, bất động và bắt đầu phải chịu thất bại này đến thất bại khác, dẫn đến tinh thần trong hàng ngũ sản sút. Do đó, họ có thể bị bao vây, thậm chí bị xóa sổ hoàn toàn. Ông Lee dự đoán, một số đơn vị có thể coi đầu hàng là cơ hội duy nhất để sống sót. Theo chuyên gia quân sự Nga, việc chiếm được Toretsk sẽ mở đường cho lực lượng Nga tới Snedoye, Kramatorsk và hoàn toàn kiểm soát tỉnh Donetsk. Kramatorsk là thành phố chính, vẫn do lực lượng của Ukraine nắm giữ và việc chiếm giữ được thành phố này sẽ báo hiệu sự kiểm soát hoàn toàn Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Trong khi đó, theo truyền thông Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu rút một phần khỏi Toretsk. Hãng tin TASS dẫn một nguồn tin cho biết tình hình quân địch ở Toretsk khá tệ, họ lại buộc phải chạy trốn. Bây giờ, một số đơn vị đã phải rút lui một phần khỏi thành phố. Chính phủ Nga hoặc Ukraine vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về diễn biến này. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Ukraine tại Toretsk cho biết, trong tuần trước, lực lượng Nga đã chiếm được 50-60% đến thành phố. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận tình hình bấp bênh của thành phố vào tuần trước, nói rằng quân đội Nga đang cố gắng tiến vào phía tây thành phố sau khi chiếm được phía đông. Điều gì khiến quân đội Ukraine đang phải từ bỏ Toretsk? Theo phát ngôn viên quân đội Ukraine Anastasia Bobovnikova và các nhà phân tích quân sự mà tờ Kiev Independent đã trao đổi, các lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt quân đội, vũ khí và đạn dược ở Toretsk, thành phố trên đồi cao, vốn đã thoát khỏi sau tranh trong phần lớn cuộc xung đột cho đến tháng 6 năm nay. Chuyên gia quân sự Ukraine Mikhailo Zirokov nói, tình hình rất tệ, và nếu như bộ chỉ huy của chúng tôi không gửi quân sự bị đến trong tương lai gần, tình hình sẽ rất khó khăn nếu không muốn nói là thảm khốc. Ông Zirokov nói thêm, chúng tôi hiện đang ở mùa thu và người Nga hiểu rằng khi thời tiết thay đổi và không thể tổ chức hậu cần, cuộc tấn công của họ sẽ dừng lại. Vì vậy, trong lúc thời tiết ít nhiều còn ổn, họ đang cố gắng chiếm giữ càng nhiều càng tốt. Tờ New York Times cũng đưa tin, Việc mất nhanh chóng các vị trí phòng thủ của Ukraine bên ngoài thành phố Torres đã do các cuộc tấn công liên tục của Nga trong bối cảnh các chỉ huy Ukraine mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, được cho là quyết định luân chuyển quân ở Torres hồi đầu tháng 6. Theo tìm hiểu của New York Times, trong quá trình vận chuyển, lữ đoàn cơ giới số 41 của quân đội Ukraine đã di chuyển từ thành phố Chasovsa để lãnh trách nhiệm chỉ huy khu vực Torres thay vì lữ đoàn 24 được triển khai đến Chasovsa. Sau đó, người ta nhận ra rằng lữ đoàn 41 không sẵn sàng để bảo vệ Toresco vì không hiểu rõ địa hình. Chỉ huy lữ đoàn cũng bị chỉ trích vì ban hành các mệnh lệnh không rõ ràng và không phản ứng nhanh với tình hình đang thay đổi. Theo tờ The New York Times, tầm quan trọng về mặt chiến lược của thành phố này liên quan đến thực tế là việc Toresco sụp đổ có thể làm phức tạp thêm công tác hậu cần của lực lượng phòng thủ Ukraine tại tiền tuyến phía đông. Việc quân đội Ukraine rút lui hoàn toàn khỏi Toretsk sẽ đánh dấu thành công lớn thứ hai của quân đội Nga trong vòng một tháng sau khi chiếm được thành phố chiến lược Vuleda hồi đầu tháng này. Trong một diễn biến đáng chú ý, tại mặt trận Kursk, các lực lượng Nga đã giành lại nhiều ngôi làng và mảnh đất mà Ukraine chiếm được trong cuộc đột kích vào tỉnh Kursk của Nga. Những bước tiến này của Nga có thể xóa tan hy vọng của Kiev về việc ép Moscow ngồi vào bàn đàm phán. Cụ thể, quân Nga đã giành lại quyền kiểm soát đối với một số ngôi làng ở vùng biên giới phía tây của nước này mà Ukraine đột kích vào cuối mùa hè năm 2024. Đà thắng lợi của Nga có khả năng ngăn chặn ý đồ của Ukraine định sử dụng vùng đất chiến lược ở Kursk làm lá bài mặc cả trên màn thương lượng. Trong những ngày gần đây, quân Nga đã gia tăng các nỗ lực đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi khúc lồi mà họ tạo ra bên trong tỉnh Kursk của Nga. Họ đã mở vài cuộc tiến công do xe thiết giáp dẫn đầu. Bản đồ chiến trường do một số nhóm độc lập biên soạn, sử dụng hình ảnh vệ tinh và video chiến sự cho thấy, lực lượng Nga đã chọc được vào gờ phía tây của khúc lồi do Ukraine tạo ra tại Kursk, chiếm lại ít nhất 3 ngôi làng. Deep State, một nhóm có quan hệ gần gũi với quân đội Ukraine và chuyên phân tích video chiến sự nhận định mới đây. Nói chung, tình hình ở Kursk không được tốt lắm. Các lực lượng Ukraine đang áp dụng các biện pháp ổn định tình hình, nhưng cực kỳ khó giành lại những nơi đã mất Emin Kastelemi, nhà phân tích quân sự cho nhóm Blackbird có trụ sở tại Phần Lan nhận định rằng một số nhân tố thuộc các đơn vị Nga đã cố gắng tiến tương đối xa và sau lưng quân Ukraine, từ đó gây ra nhiều vấn đề và tổn thất cho phía Ukraine. Nhóm Blackbird cho hay, lực lượng Ukraine hiện giờ chỉ còn kiểm soát được 777 km vuông so với 1.000 km vuông họ giành được vào đầu chiến dịch đột kích Kursk hồi đầu tháng 8 năm 2024. Ukraine tiến hành chiến dịch Kursk với hai mục tiêu chính, Thứ nhất là ép Nga phải điều bớt quân khỏi những nơi khác để chống trả quân Ukraine ở Kursk, từ đó làm giảm áp lực lên lực lượng Ukraine ở miền Đông. Thứ hai là chiếm lãnh thổ của Nga để dùng làm lá bài mặc cả với Moscow trên bàn đàm phán. Mục tiêu thứ nhất cho đến nay được coi là thất bại. Điền Kremlin vẫn chủ yếu triển khai lực lượng dự bị trong nước ra mặt trận Kursk. Còn tại miền Đông, quân Nga vẫn gia tăng áp lực tấn công. Giới chức Kiev đang mong mỏi nhiều ở mục tiêu thứ hai, coi đó là một phần trong kế hoạch chiến thắng của họ. Tổng thống Ukraine Zelensky xem chiến dịch Kursk là một trong những giai đoạn nhằm chấm dứt chiến tranh. Nhưng mỗi thắng lợi mới của Nga tại Kursk lại càng làm suy yếu giá trị của lá bài mặc cả này. Nhà phân tích Kastelemi cho biết, những cuộc phản kích của Nga liên tục làm giảm tầm quan trọng chính trị của khu vực do Ukraine kiểm soát bên trong Kursk. Nếu xu hướng này tiếp diễn, phía Ukraine có thể sẽ phải cần xem xét lại sự hiện diện của họ trong khu vực và tương lai của toàn bộ chiến dịch Kursk. Quân đội Nga vừa dùng một máy bay không người lái UAV triệt hạ pháo tự hành 2S-22 Bogdana 155mm của Ukraine tại khu vực gần làng Novovanovka ở vùng Zaporizhia. Đoạn video do quân đội Nga công bố ghi lại cảnh lính Ukraine đã giấu khẩu pháo tự hành trong một rừng cây. Tuy nhiên, UAV Nga vẫn phát hiện ra khẩu pháo và triệt hạ nó sau một đòn tấn công duy nhất theo một nguồn tin thân cận với lãnh đạo đảng cầm quyền đầy tớ nhân dân, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, dự kiến ngày 16 tháng 10 theo giờ địa phương sẽ trình bày trước với Rada, Quốc hội, kế hoạch chiến thắng. Theo báo Mỹ, kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky dựa trên việc Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO và nhận được hỗ trợ quân sự lớn hơn nhiều mà không còn những hạn chế như hiện nay. Điều này cũng bao gồm việc cho phép sử dụng tên lửa của phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Các tên lửa này cũng phải được cung cấp với số lượng lớn, Trước đó, cố vấn của tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak cho biết, kế hoạch chiến thắng của Ukraine bao gồm việc nhận được một số lượng đáng kể tên lửa tầm xa ATACMS và Storm Shadow để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Theo ông, đây sẽ trở thành một phần quan trọng trong chiến lược gia tăng áp lực lên nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine, ông Podolyak nhấn mạnh Kiev đang tích cực làm việc để có thêm nguồn cung cấp loại vũ khí này từ các đối tác phương Tây. Phát biểu trong chuyến thăm đầu tiên tới phái bộ Ukraine của Liên minh tại West Baden Đức, Tổng thư ký Mark Rutte tuyên bố tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ không lùi bước trước những mối đe dọa của Nga, mà vẫn tiếp tục ủng hộ Kiev một cách mạnh mẽ. Ông Mark Rutte nhấn mạnh, thông điệp gửi đến Nga là chúng tôi sẽ tiếp tục, rằng chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo Nga sẽ không đạt được mục đích của mình, rằng Ukraine sẽ chiến thắng. Ông Rutte cho biết NATO cần có đầy đủ các năng lực cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa từ Nga. Chúng tôi là NATO, chúng tôi là liên minh phòng thủ, chúng tôi không tấn công, chúng tôi không quan tâm đến việc chiếm giữ bất kỳ phần nào của bất kỳ quốc gia nào khác bên ngoài lãnh thổ NATO. Là liên minh dân chủ, liên minh quân sự mạnh nhất trong lịch sử thế giới, phục vụ một tỷ người, chúng tôi sẵn sàng đối đầu với bất kỳ mối đe dọa nào, chúng tôi sẽ không bao giờ bị đối thủ đe dọa. Theo báo cáo do Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố mới đây, tình trạng mất điện ở Ukraine có thể kéo dài 20 giờ mỗi ngày trong mùa đông tới, Báo cáo nhấn mạnh tình trạng mất điện có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là ở các khu vực đô thị, nơi hệ thống năng lượng được kết nối chặt chẽ và thường điều chỉnh nguồn cung cấp hệ thống sưởi, nước nóng và điện thông qua một hệ thống duy nhất. Trước đó, hồi tháng 6, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko thông báo Ukraine đã mất một nửa công suất phát điện. Ông ước tính công suất còn lại sẽ không đủ để Ukraine tồn tại qua mùa đông, trong khi điện nhập khẩu sẽ không bù đắp được mức thiếu hụt. Hệ thống hạ tầng năng lượng của Ukraine đã thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cuộc xung đột với Nga. Bộ trưởng Kalushenko cho biết các nhà máy điện đang vận hành ở Ukraine đã hoạt động ở công suất tối đa và nhà điều hành lưới điện nước này buộc phải kích hoạt tình trạng mất điện khẩn cấp. Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 10 tuyên bố, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Levadne ở Zabrizia. Tuyên bố được đưa ra sau khi Kiev cảnh báo về khả năng Nga sẽ tăng cường tấn công tỉnh Zabrizia, bên cạnh các hoạt động ở Donbass. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK cũng xác nhận quân đội Nga đã nối lại các hoạt động tấn công ở ranh giới Donetsk, Zaporizhia và đạt được một số thành công về mặt chiến thuật. Tuy nhiên những nỗ lực này bị hạn chế, chỉ mang lại một số thành công chiến thuật nhỏ. ISVK nhận định đây dường như không phải là một phần của nỗ lực tấn công tác chiến quy mô lớn, cũng không phải là kết quả của bước đột phá đột ngột. Có khả năng lực lượng Nga đang khuấy động tình hình ở phía Nam để chuyển hướng sự chú ý của Ukraine khỏi các hoạt động tấn công chính của Nga ở Donetsk, từ đó giúp kìm chân quân đội Ukraine dọc theo mặt trận phía Nam và ngăn họ tái triển khai để hỗ trợ phòng thủ ở Donetsk. Đồng quan điểm, Vladislav Volosin, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ miền Nam, bác bỏ thông tin cho rằng Nga đã phát động một chiến dịch lớn vào khu vực này, cho rằng Nga chỉ đang thực hiện các cuộc tấn công cục bộ. Khi được hỏi về việc Nga được cho là giành quyền kiểm soát làng Levadne, ông Volosin cho biết tình hình đang thay đổi nhanh chóng, và mỗi bên đều có thể giành lại thế chủ động. Ngày 14 tháng 10, Bộ phận truyền thông không quân của Kyiv xác nhận rằng người Nga đã không tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái Shahed vào đêm 13, 14 tháng 10. Yuri Nat, quyền trưởng phòng truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân cho biết, đây là lần đầu tiên trong 48 ngày qua không có bất kỳ cuộc tấn công nào của máy bay không người lái Shahed vào ban đêm. Trong khi đó, không quân không bình luận về nguyên nhân có thể khiến người Nga đột nhiên im lặng. Đầu tháng 10, ông Inat cho biết lực lượng chiếm đóng của Nga ngày càng sử dụng nhiều máy bay không người lái, loại không xác định. Chúng thường bị hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine chặn lại và rơi xuống đất mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Trong một diễn biến đáng chú ý, việc Nga tiến vào thành phố chiến lược Pokrovsk ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng có thể làm tê liệt phần còn lại của ngành công nghiệp thép Ukraine. Theo tờ The Economist, là một nút giao thông đường sắt và đường bộ quan trọng, thành phố Pokrovsk ở Donbass đóng vai trò là trung tâm tiếp tế và tăng viện quan trọng cho quân đội tiền tuyến của Ukraine. Tuy nhiên, có một yếu tố khác làm tăng thêm tầm quan trọng sống còn của khu vực này. Ở phía tây nam của thành phố này là mỏ Krasnoamyskaya Zapadnaya số 1, nơi có trữ lượng ước tính hơn 200 triệu tấn than. Lượng than này được sử dụng để nấu chảy quặng sắt, rất quan trọng để duy trì hoạt động cho ngành luyện kim của Ukraine. Tờ The Economist nhận định, quân đội Nga thậm chí không cần kiểm soát mỏ than để bóp nghẹt ngành công nghiệp thép còn lại của Ukraine, vì chỉ cần cắt nguồn cung điện và pháo kích vào con đường chính được sử dụng để vận chuyển than về phía Tây đến các nhà máy thép còn lại là đủ. Giới chuyên gia cũng nhận định, việc mất mỏ than có thể giáng một đòn chí mạng vào nền kinh tế và ngành năng lượng của Ukraine vốn đã bị suy yếu do cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm rưỡi với Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev vừa đưa ra những cảnh báo đanh thép sau khi tướng Ba Lan đưa ra kịch bản tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tấn công tầm xa vào thành phố xanh Petersburg. Tuần trước, tự tổng tham mưu trưởng Ba Lan Raymond tuyên bố Warsaw và các đồng minh sẽ tiến hành một cuộc tấn công tầm xa vào thành phố xanh Petersburg của Nga nếu Moscow tấn công bất cứ quốc gia NATO nào giáp với Nga. Đáp lại tuyên bố của tướng về hưu Ba Lan, ông Medvedev đã nhắc lại các cuộc phân chia lịch sử của Ba Lan vào thế kỷ 18 và 19, nhấn mạnh rằng quốc gia này đã từng là một phần của Nga. Ông Medvedev tuyên bố, ông ấy nên nhớ lại nhiều lần phân chia Ba Lan và để yên cho những con thú đang ngủ. Vác Sava từng là một phần của đế chế Nga, ông còn nhớ hay không? Phát biểu tại Hội nghị Bảo vệ Baltic ở Litva cựu tổng tham mưu trưởng Ba Lan Andrzejczak cảnh báo chiến thắng của Nga ở Ukraine có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với tình hình an ninh khối quân sự do Mỹ đứng đầu, đặc biệt là với những quốc gia có chung biên giới với Nga. Ông Andrzejczak cho rằng Nga nên bị răn đe để không thực hiện một cuộc tấn công tiềm tàng.